Chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, ông Đoàn Anh Dũng đã truy tặng bằng khen đột xuất cho anh Nguyễn Hữu Đốn, người đã tử vong do điện giật khi lao vào nhà cháy cứu người ở thành phố Phan Thiết. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận trước đó cũng đã có công văn đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ liên quan đến việc đề nghị công nhận liệt sĩ đối với công dân Nguyễn Hữu Đốn, hôm qua chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đoàn anh dũng và những người cùng đi đã thắp hương bày tỏ niềm tiếc thương và chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân đồng thời trao tiền hỗ trợ mong các gia đình nén đau thương để sớm ổn định cuộc sống như đã thông tin, vụ cháy xe ra vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 31 tháng 8 tại tiệm sửa xe của ông Tạ Văn Hưng, sinh năm 1988 ở xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết. Thời điểm trên, ông Hưng đứng gần cửa nên chạy thoát, vợ ông cùng hai con trai 9 tuổi và 3 tuổi mắc kẹt bên trong. Lúc này, anh Đốn là hàng xóm phát hiện vụ cháy nên lao vào cứu người thì bị điện giật tử vong. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy dập tắt đám cháy lúc hơn 20 giờ, đưa ba nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, người mẹ tử vong tại bệnh viện, hai người con nguy kịch. Đến sáng qua, cả hai người con của chủ tiệm xe đã không qua khỏi.